chấm phúc 5 phí 5 chấm nốt xâm rạp bằng riêng con côn về bọn Noel. Rốt đời Noel chỉ rốt đời đó là mùi nông cao bắt đầu chí áo cả ở dưới bằng riêng sẽ có đầy bất ông phí đâm nâng lõ tới nông chất rốt bọc con côn dường. Ní, khi chí bê rì liệt đó là nông cao bắt con côn thà rồi dì xú cứ chỉ cả đồ đó là bằng phót đại phụ kê ai tự tụ bán nông chí vật này. Hàng cao ní, khi chí chấm nốt đầy phí sẽ có đầy bất đó xâm khán tục bằng riêng con côn nơi ngay bọn Noel. Mùi, rương này sẽ có đầy bỏ lùa. Bùn ở tật môn, tháng ngày tìm một hơi prám, nay khai đọc bì. Dương át nhộp ở cả nút, đang bây bằng riêng cột côn. Rồi bỏ dương, vì rương công nào rồi bỏ bà Giê-xu, nơi khốn nông bà công phí, ai phụ kê bà xòa. Nơi khốn nông cổ xa rồi bỏ dương khả nhóm, riêng rõ tháng ngày khốn nông công lông bùn ở tật. Môn tháng ngày tìm một hơi prám, nay khai đọc bì. Dương chưa chật riêng bì sạch rương, nay ca bỏ lùa. Đói chập đàm bì ca đái, bà chim chạp bằng cát. Hai riêng rô hốt đó tháng ngày công nào rồi bỏ bà kri. Nơi tháng ngày bọn Noel. Phụ dương nằm khuya bị phía xa vì cả thật lệch chốc nông ẩm bước báp. Nằm phía sẽ có đầy xa nha rộng bò bà chim chát đầy phía phía xong cổ. Đại miên chai nơi nông căn công phí lô cập bắt chung bục bấy khó lập rằm. Phụ dương bà nằm khuya an ẩm phía sẽ có đầy xa nha rộng bò trúng chung bục lục Abraham. Nâng ca á an rộng bò trúng đồng hai mà đồng tiệt nơi nông căn công phí xa nha chá. Dương nị dây phía rương lục mô xế nâng bộ côn mà nạ tiệt. Đại con là ổ bà xa chiên lục mô xê, đại nâng trớ dương mộng. Hệ trớ chung phục bây khó bây đau khó bà mùi. Nhưng mà nông khní an bì xì kỳ tùm ní nước nông căn công phí ế xài. Chung phục bà mùi khó đọc bốn, chung phục bà mùi khó mùi đau khó bí. Chung phục bà mùi đau chung phục bà mùi, chung phục đọc mùi khó mùi. Chung phục xam sập bàm khó bàm đau khó bà mùi. Chung phục xa sập khó bây đau khó bàm. Chung phục xa sập bí khó mùi đau khó bà mùi. Chúng phục 22 khó đọc bấy, đó chúng phục 27 khó đọc bí. Chúng phục 61 khó mũi đó khó bí lạ. Nhưng bạn nằm khả mơ bí rụt biệp đài bà công phí, bạn chẳng ổn bằng hán tới bà ơn sông cứu rụt bỏ dường. Bí, các bạn tiếp khuôn rụt bỏ bà kỳ. Xâm rạp ổn mẹ đà mừng chứ, nơi quê rụt đời ca này thường ngày xâm rạp một đó. Phụ kê chả ràng trai vì lưu tùy châm nấu rụt bỏ khuôn. Hai bằng hành vì phép sức đâm rồi bọc luôn. Tiếng phía dìm thơ nơi khớp tiếng châm lệch đài mơ tớ khư thà. Lọ ớt khá chọc tạm đoàn. Vốn tái tu chỉ dàng nạc đấy. Rước đây bì bà Giê-xu cứ chỉ rương này cao bằng tiêu khuôn. Thằng ngày bọn Noel cứ chỉ bê bà liệt đài bọn đó nơi ớt khá dàng lọ khăn cao bằng riêng con của ông rồi bỏ dưỡng bì khá lâm xa này nẹ đã thông chương kê nơi khăn ông nô cô sàn xù. Mà thái châm phụ bọc hay khó bọc hay bà muối đo khó bọc hay bà bầy. Trong mắt tên ổn ní, cứ chỉ cao bằng hát ở dương khơi bị cao bằng tiêu khuôn rồi bỏ trúng đôi chìa. Miệng đà bệ đà rồi bỏ trúng, còn lại cầm nát rồi bỏ trúng, nâng sọc cầm nát rồi bỏ trúng, nâng cổ rụp tèo sẽ cao bằng hiếp. Đã trúng bằng dương mộng dụng bị sai chìa sạch chiếm. Tên ổn ní cứ chỉ phó tán lại bằng hát ở dương khơi thà, trúng bằng tiêu khuôn. Một lúc phía trả án, bộ kê rộng bằng thà. Rồi mê xí nâng dương mộng dụng cầm nát nơi khốn vị miên đào sạch sạch, mình mê nâng nông bảo sát nụ lời. Mà lúc hiện trán rung phân thả, trông rung nơi khăn ông vương trọc cố sạch, vần mến bọc rung nơi là hềm là hám, nụ tê. Mà lúc hiện trán rung phân thả, trông nâng mộng dục chơi dùm nè lời chạc rung phục rốn, vần mến mộc, ai phụ kê chạp trang nụ tê. Xung án căn công ty Philip chung phục phí khó mùi đo khó đập mùi, vần tọp mộc. Bằng hát đo con côn rộp bọn lục nè, ông phí ca bằng tiêu khuôn rộp bọc bạc rí tam rồi dạc khó công ty nụ. 7. Đặc chìm chát, vừa cá tam rồi dạp hiếp công dài. Bà rịp bọt sợ liên khả niệm mối tiên. Đại dương anh bằng riêng con khốn nơi rốt đợi bọn nô án này cười. Rụng viếp đài bà chìm chát, vừa cá tam rồi dạp hiếp công dài. Đặc chìm chát, chàng ta chơi rước mà nụ đài mình xa xóm nâng ao trông bà. Còn đôi chìm mà nụ công dài. Bà ơn bàn bà phụ kế nơi khả nông rương mây ca bà lũ rộ bọt trùng. Niêng mà rí, cứ chìa đi rì xâm mạnh thơm ở đàm nè. Chỉ sợ trời kỳ kỳ, chân mục bị sợ đại khu mê nà vấy đại khu ai xâm khăn nụ tê. Châm nay xa vẹo bê trọ, quát có chi mà nẹ đại mình bà rin sốt ở vầy khu phô nụ tê, còn còn ta chỉ nẹ nê sát mà nẹ bồn nọ. Nhưng ai nâng khơi trời lò rồi bỏ bà chìm chát tam rồi dạ cả đại trung thơ cá, tam rồi dạ phiêu cầm sát rồi bỏ dường. Nhưng ai nâng mơ khơi vì cả nít bàn chẳng chấp ba. Cứ nơi khu nông ca sợ cốt rồi bỏ bà Giê-xu nâng lời chơi chán chùm nụ bạp rồi bỏ dường.
នឹងការដែលព្រះបានមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃក្រោយដែលទ្រង់សុគតជាពេលវេលាដែលអះអាងពីជ័យជំនះរបស់យើងទៅលើអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់4ព្រះជាម្ចាស់រក្សាពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់មានសេចក្តីពិតដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅរដូវកាលនេះដែលយើងគួរផ្ដោតលើពេលបង្រៀនកូនកូនរបស់យើងនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់រក្សាពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់យើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបមើលក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់មើលត្រង់សេចក្តីសន្យានៃការប្រោសលោះរាជរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីសន្យានោះត្រូវបានអំពេញទាំងស្រុងដោយព្រះគ្រីស្ទ5ព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទកាលពីឆ្នាំទៅកូនកូនរបស់ខ្ញុំបានរៀនពីឈ្មោះផ្សេងៗរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅរដូវកាលបុណ្យណូអែលអស់4អាទិត្យមុនថ្ងៃទី25នៃខែ12ពួកយើងបានរៀនពីព្រះនាមរបស់ទ្រង់ដូចជាព្រះមឺស៊ីកូនជាមនៃព្រះអេម៉ានុអែលអាល់ហ្វានិងអូមេហ្កានិងព្រះអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តជាដើមឡាក់ខ្ញុំបានបង្រៀនកូនកូនពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ដូចជាអត្ថន័យដល់ពួកគេដើម្បីជួយពួកគេកាន់តែស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថែមទៀតក៏ដូចជាឲ្យពួកគេកាន់តែស្គាល់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងកិច្ចការដែលទ្រង់បានបំពេញសម្រាប់យើងបានសរសេរព្រះនាមទាំងអស់នោះរួចមកយកឈ្មោះទាំងអស់នោះមកតបជាប់គ្នាដូចជាចង្វាក់បន្ទាប់ពីរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃរបៀបមួយទៀតដែលយើងអាចរៀនពីព្រះនាមទាំងនោះគឺយើងអាចសរសេរព្រះនាមរបស់ទ្រង់ទាំងអស់លើកូនក្រដាសស្អាតៗផាត់ពណ៌ឲ្យស្អាតហើយយកទៅតាំងនៅលើដើមណូអែលទុកសម្រាប់រាល់ពេលដែលយើងសិក្សាពីព្រះនាមទ្រង់សូមឆក់យកអត្ថប្រយោជន៍ចេញពីឆ្នាំនេះដើម្បីបង្រៀនកូនកូនពីកំណើតព្រះគ្រីស្ទដោយចំណាយពេលអានព្រះបន្ទូលជាមួយពួកគេហើយបង្ហាញពួកគេពីព្រះមឺស៊ីដែលបានយាងមកដោយតាមសេចក្តីសន្យានិងពីរបៀបដែលទ្រង់បានបំពេញសេចក្តីសន្យាតាមរយៈព្រះអរោះដែលមកយកកំណើតនៅភូមិបេធ្លេហឹមសូមជួយកូនកូនឲ្យមើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាកាដូដ៏ល្អបំផុតដែលពួកគេអាចទទួលបាននឹងជាកាដូដ៏ល្អបំផុតដែលពួកគេអាចជូនដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតបានផងដែរ។